Minasan konnichiwa. Chào mừng bạn đến với video tiếp theo của lớp học ngữ pháp N5 qua hội thoại cùng với mình, Thúy Sensei. Trong buổi hôm nay, trong video này thì chúng ta sẽ cùng nghe một đoạn hội thoại là đoạn hội thoại tiếp theo của hội thoại Ue no nomachi. Ở lần trước thì chúng ta đã nghe Yamada-san nói chuyện với Smith-san về Ueno, và đến đoạn hội thoại đến buổi này thì chúng ta sẽ xem là hai bạn đó nói chuyện tiếp về cái gì nhé. Qua bài này thì chúng ta sẽ học một số cấu trúc ngữ pháp như là toyu, nơi được gọi là toyu tokoro, được gọi là hoặc là tên là A wa B ga de chi miêu tả, nói về một cái đặc điểm gì đấy của A. Yasukute oishii desu là để ghép hai tính từ hoặc là hai danh từ với nhau thành một câu. Đầu tiên chúng ta cùng nghe đoạn hội thoại. Yon Ueno no machi ni. ここが上野ですね。ええ、そうですよ。あそこに人がたくさんいますね。あそこはアメ横というところです。へえ、アメ横。アメ横は安い店が多いですよ。どんな店がありますか？食べ物や洋服などの店があります。食べ物は安くて美味しいですよ。へえ、いいですね。Hy vọng mọi người đã hiểu một chút, nghe có vẻ như là có một vài tiếng người nói chứng tỏ là hai, có vẻ là hai bạn này đang ở bên ngoài đường, chắc là hai bạn này đã đi Ueno đúng không? Và đây sẽ là script của đoạn hội thoại, và chúng ta có thể vừa đọc vừa nghe và thử đoán xem là nội dung chính xác của đoạn hội thoại này là hai bạn ấy đang nói về cái gì. Yon, Ueno no machi, ni. Koko ga Ueno desu ne? Ee, sou desu yo. Asoko ni hito ga takusan imasu ne. Asoko wa ame yoko という tokoro desu. Hee, ame yoko. Ame yoko wa 安い店が多いですよ。どんな店がありますか？食べ物や洋服などの店があります。食べ物は安くて美味しいですよ。ええー、いいですね。希望là bạn đã có thể đoán được một chút. Có thể hai người đang ở Ueno và đang nói về cái khu phố Ueno này. Tiếp theo chúng ta hãy cùng học những cái cấu trúc ngữ pháp ở trong bài này để mà đến sau đó thì chúng ta có thể dịch cái buổi hội thoại, đoạn hội thoại này nhé. Đầu tiên là ngữ pháp toyu. 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 Dùng để khi nói tên của một địa điểm, một vật mà thường của một người nữa, mà thường là người nghe chưa biết đến. Tạm dịch tiếng Việt là gọi là hoặc là tên là. Ví dụ, đây là ví dụ trong bài. Ameyoko toyu tokoro. Tokoro như các bạn đã nhớ là nơi hoặc là chỗ, điểm, trốn, là một cái nơi. Một cái nơi được gọi là ameyoko. Ameyoko toyu tokoro. Ba anh xiao,
bánh xèo という食べ物が好きです。食べ物là món ăn hoặc là đồ ăn. Đây là món bánh xèo đúng không? Bánh xèo. Thì khi mà ví dụ như là nói chuyện với người Nhật mà người ta chưa từng nghe đến bánh xèo, món bánh xèo của Việt Nam, thì chúng ta sử dụng tối ưu để gọi là nhấn mạnh cái từ đấy và để nói là cái tôi thích cái món ăn được gọi là bánh xèo hoặc là tôi thích cái món ăn tên là bánh xèo. Đây là câu chuyện của Thúy Sensei này. APU là tên trường là APU. Toyu Daigaku de Nihongo o benkyou shimashita. Thúy Sensei đã học tiếng Nhật ở một trường đại học, Daigaku, trường đại học, tên là APU. Tôi đã học tiếng Nhật ở trường đại học tên là APU. Thì Toyu được dùng khi nói tên của một địa điểm, một vật, một người mà thường là người nghe chưa biết đến, tạm dịch gọi là hoặc là tên là. Và thường ý, thì cái tên đấy được để ở bên trong cái dấu này. Dấu này tiếng Nhật gọi là các cổ. Dấu này thì cũng được sử dụng gần như là cái dấu hoặc kép trong tiếng Việt. Ví dụ như là đấy, Ameyoko, APU. Mình đã sử dụng ngoặc kép khi mà mình muốn nói đến một cái gì đấy mà kiểu người nghe chưa từng biết đến, hoặc là một cái tên, nickname gì đó đặc biệt. Thì trong trường hợp này chúng ta sử dụng cái các cổ, cái dấu này, rồi cộng với tô yu. Tô yu thì đó là tô yu. Tiếp theo, cấu trúc ngữ pháp tiếp theo là A và B gạ. A thì B. Khi mà muốn nói về một cái đặc điểm nào đấy của A, của vật A, thì chúng ta dùng A wa. Xong rồi đến một cái đoạn cụm từ là B. Ví dụ ano hito wa me ga ookii desu. Me là đôi mắt. Đôi mắt. Sẽ vẽ hơi xấu một chút. Đôi mắt. Oki là lớn đúng không? Oki. Thì câu này dịch ra là ano hito, người đó, hoặc là người kia. Ano hito wa me ga ookii desu. Người kia thì có đôi mắt to. Me ga ookii desu. Ano hito wa me ga ookii desu. Ví dụ tiếp theo, Tokyo wa hito ga oi desu. Tokyo thì có nhiều người. Hito ga oi. Watashi no chichi wa sei ga takai desu. Sei ga takai. Đây là một cái cụm từ được dùng để chỉ ai đó cao, về chiều cao của con người ấy. Sei ga takai. Các bạn nên nhớ sei ga takai rất là hay được sử dụng và đi kèm với nhau thành một cụm từ có nghĩa là cao, chiều cao. A wa B ga ano hito wa me ga ookii desu. Tokyo wa hito ga oi desu. Tiếp theo, cấu trúc ngữ pháp tiếp theo là sử dụng để nối hai tính từ hoặc là danh từ. Theo như mình thì, theo như Thúy Sensei nghĩ thì nó sẽ gần giống như là thể T cho động từ. Nhà mọi người đã học Toshokan ni itte kaimono ni ikimashita. Tôi đã đi đến thư viện rồi sau đó thì đi mua sắm. Thì như chúng ta đã học buổi trước, itte là để nối hai cái hành động đó đấy. Thì đối với tính từ hoặc là danh từ thì chúng ta cũng có thể nối bằng cách biến cái tính từ đấy sang thể T của chúng. Yasukute oishii desu. Rẻ và ngon.
Thì đây, đối với tính từ i, ikeyoshi, thì chúng ta sẽ bỏ i thêm kute. Oki desu sẽ thành okikute. Oishii desu, oishikute. Yasui desu, yasukute. Một trường hợp đặc biệt là i desu thì sẽ chuyển sang thành yokute. Phủ định thì sao? Phủ định của tính từ là kunai desu, đúng không? Oishii, oishikunai desu. Thì cái phủ định này cũng có thể được chuyển sang thể T bằng cách cũng là bỏ cái chữ i ở đằng sau cái chữ kunai desu, bỏ cái chữ i này đi và chúng ta thêm chữ T vào. Okikunakute, không to. Ví dụ như là mình muốn nói mình ăn một quả táo và nói là vừa không to mà lại còn không ngọt. Kono ringo wa okikunakute amakunai desu. Vừa đã không to mà lại còn không ngọt nữa. Mình không thích cái quả táo đó, đúng không? Thì đó là cách sử dụng trong phủ định của tính từ, thì mình có thể bỏ từ kunai desu, bỏ i thêm kute sẽ thành okikunakute. Tính từ na thì và danh từ rất giống nhau. Mình bỏ desu đi thêm de. Shizuka desu. Shizuka de mambaba desu. Ame desu. Ame de nani nani desu. Đối với phủ định thì sao? Phủ định thì như mọi người đã nhớ thì sẽ có hai cách. Một là ja arimasen hoặc là ja nai desu, đúng không? Thì mình hãy lấy cái ja nai desu, bỏ i ở đằng sau ja nai đi. Ja nai, ja nakute, ja nakute. Shizuka janakute, đã không yên tĩnh. Ame ja arimasen, đối với danh từ thì sao? Cũng tương tự. Ame ja arimasen hoặc là ame ja nai desu thì sẽ bỏ i ở đằng sau ja nai desu đi và mình sẽ chuyển sang thành ame ja nakute, không mưa, không phải là mưa. Ame ja nakute. Một số ví dụ. Kono kamera wa chisakute karui desu. Chisai là nhỏ, đúng không? Chisai. Và mình bỏ i thêm kute. Chisakute karui desu. Nhỏ và nhẹ. Kono heya wa shizuka de hiroi desu. Shizuka là yên tĩnh. Như bên này, như ví dụ ở phía bên tay trái, thì chúng ta thêm de, rồi thêm cái câu đằng sau. Căn phòng này yên tĩnh và rộng, hiroi. Kono heya wa shizuka de hiroi desu. Nối danh từ thì sao? Kyo wa jūgatsu itsuka de, mùng 5 tháng 10. De watashi no tanjoubi desu. Hôm nay là mùng 5 tháng 10 và là sinh nhật của tôi. Thì đó là cái cách mà chúng ta ghép hai cái danh từ vào thành một câu, thêm đệ. Tính từ na thêm đệ. Tính từ y, bỏ y thêm cự tê. Có một chú ý là không dùng cái cấu trúc này khi mà nói về hai tính từ có sắc thái trái ngược nhau. Ví dụ như là lúc nãy mình nói về quả táo vừa không to mà vừa không ngọt, thì cả hai cái tính từ không to và không ngọt thì đều có ý nghĩa là không tốt, đúng không? Thì nếu mà cả hai
cái tính từ đó đều mang sắc thái là tốt hoặc đều mang sắc thái là không tốt thì chúng ta có thể sử dụng cái cấu trúc này. Chứ chúng ta sẽ không nói ví dụ như là quả táo đó vừa không to mà lại ngọt thì nó sẽ thành là mình đang phàn nàn là quả táo này không to nhưng mà xong rồi mình lại khen là nó là ngọt. Như vậy thì không, chúng ta sẽ không dùng cái cấu trúc này mà sẽ có một vài cấu trúc khác để nói là quả này tuy là không to nhưng mà lại ngọt. Đó thì chúng ta sẽ sử dụng một cái cấu trúc khác. Và cấu trúc này, cấu trúc yasukute oishii desu, cấu trúc kute desu này thì nói khi chỉ dùng khi mà hai cái tính từ này có sắc thái giống nhau thôi. Thì đó là những cái cấu trúc ngữ pháp ở trong video này. Bây giờ chúng ta cùng đi vào, sau khi mà đã học ngữ pháp rồi thì cùng đi vào hiểu, dịch và hiểu cái đoạn này nhé. Vẫn là Sumisu-san và Yamada-san. Như các bạn nhớ buổi trước thì hai người Yamada-san có nói về Ueno, có kiểu nói về Ueno cho Sumisu-san nghe, tại vì Sumisu-san không biết Ueno là một nơi như thế nào. Và hai người đến cuối buổi thì hai người nói là hãy cùng đi với nhau, cùng đi vào thứ chủ nhật này. Chủ nhật này thì Ueno ikimashou. Đó thì đến đoạn hội thoại này là hai người đang đi Ueno đúng không? Smith nói ここが Ueno ですね. Hai người đang ở Ueno. Smith nói ồ đây là Ueno đấy hả? ですね là để xác nhận, như mình đã học buổi trước. Đây là Ueno đấy nhỉ? Yamada-san nói そうですよ. Ừ đúng rồi đấy. そうですよ. Mình cũng đã học buổi trước ですよ. Smith nói あそこに人がたくさんいますね. Ở đằng kia, あそこに, mình đã học ở buổi trước nữa. こそ à, あそこ là để nói về cái một địa điểm, chỉ về địa điểm ở đấy xa cả hai người, cả người nói cả người nghe. Ở đằng kia thì ni hito ga takusan imasu ne. Ồ đây là cấu trúc mà mình vừa học ở cái video trước đúng không? Doko doko ni nani nani ga imasu hoặc là arimasu. Thì địa điểm ni hito ga imasu, takusan có nghĩa là nhiều. Câu này dịch ra là ở đằng kia có nhiều người nhỉ. Hito ga imasu. Yamada-san nói あそこはアメ横というところです. Cấu trúc という mà mình vừa học. Ở đằng kia thì là một chỗ tên là アメ横. アメ横というところです. へえ雨横? へえ雨横? Lần đầu tiên nghe thấy nghe đến chữ Ameyoko cho nên là Smith có vẻ ngạc nhiên là không hiểu là Ameyoko là một nơi như thế nào. Và Yamada-san giải thích tiếp. Ameyoko wa yasui mise ga oi desu yo. Đây là cấu trúc mà mình vừa học buổi hôm nay đúng không? A wa B ga. A thì như thế nào? Nói về một đặc điểm nào đó của A. Đây là mình đang nói về đặc điểm của cái chỗ tên là Ameyoko. Ameyoko thì sao? Wa yasui mise ga oi. Cái cụm từ này hơi phức tạp một chút. Như mọi người đã nhớ thì tính từ ở trước danh từ, tính từ yasui ở trước cái danh từ mise. Mình dịch ra là các quán rẻ đúng không? Yasui mise giống như là oishi, go hàng cơm ngon, kirei na hito người đẹp. Thì yasui mise là tính từ yasui bổ trợ cho danh từ mise, sẽ là những quán rẻ. Quán rẻ thì sao? Có nhiều. Oi desu. Sau cái cụm từ quán rẻ này mình thêm ga
oides thì sẽ là có nhiều shop, nhiều quán mà rẻ. Và lấy cả một cái cụm từ có nhiều quán rẻ để bổ trợ cho Ameyoko. Ameyoko thì có nhiều quán rẻ để xíu. Donna mise ga arimasu ka? Vậy thì có những shop như thế nào? Kiểu gì? Có những quán kiểu gì vậy? Yamada-san nói tiếp. Tabemono ya yofuku nado no mise ga arimasu. Cấu trúc ga arimasu mình vừa học ở buổi trước. Có cái gì? Thì câu này đáng lẽ là Ameyoko ni blah 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 ga arimasu đúng không? Thì nó chỉ là lược đi cái phần là địa điểm ni và nói đến cái danh từ có cái gì? Có những cái tabemono ya yofuku nado no mise. Chúng ta lại quay lại tiếp cái cấu trúc cái ngữ pháp mà học ở một vài buổi trước, đó là danh từ cộng với cả một danh từ khác. Cái danh từ này bổ trợ cho cái danh từ này đúng không? Đây chúng ta có tabemono ya yofuku no mise. Có những cái cửa hàng đồ ăn tabemono hoặc là quần áo yofuku no mise. Quán shop quần áo và shop đồ ăn. Thì câu này sẽ là có những, đúng không? Arimasu là mình dịch thành có những này. Có những cửa hàng đồ ăn và quần áo. Đồ ăn thì tabemono wa yasukute oishii desu yo. Chúng ta vừa học ngữ pháp này xong, đó là ghép hai cái danh ghép hai tính từ vào. Yasukute oishii rẻ và ngon lắm đấy. Đồ ăn thì rẻ và ngon. Hei desu ne. Ồ, được đấy nhỉ, hay nhỉ. Nếu như các bạn mà chưa biết Ameyoko là trông nó như thế nào thì chúng ta quay lại cái đây có cái tranh mà sensei đính kèm. Đây chính là Ameyoko. Nhìn thấy chữ Ameyoko. Ameyoko. Thì Ueno là một cái khu phố đúng như là Yamada-san nói. Sensei đã từng đến rất là nhiều lần. Và đúng như Yamada-san nói thì có rất là nhiều hàng quán như thế này. Tabemono này, đồ ăn này, quán yofuku, đồ quần áo này. Và đây là tên khu phố là Ameyoko, tên cái đường đấy là Ameyoko. Và như chúng ta nhớ ở buổi trước thì Ueno còn có một cái công viên rất là to đúng không? Trong công viên thì có viện bảo tàng và sở thú. Thì đây cũng đây là một cái ảnh ở trong cái công viên đấy. Công viên Ueno cũng rất là nổi tiếng là một điểm ngắm hoa anh đào rất là nổi tiếng ở Tokyo. Và đây là ảnh của công viên từ bên trong công viên. Thì đó là khu phố Ueno. Hy vọng là một ngày nào đấy chúng ta sẽ cùng được đi. Hãy cùng nghe cái đoạn hội thoại này một lần nữa và hiểu và áp dụng, nhất là những cái chỗ ngữ pháp mà chúng ta học hôm nay đó. Mọi người cùng nghe nhé. 4. Ueno no machi. 2. ここが上野ですね。ええ、そうですよ。あそこに人がたくさんいますね。あそこはアメ横というところです。へえ、アメ横。アメ横は安い店が多いですよ。どんな店がありますか？食べ物や洋服などの店があります。食べ物は安くて美味しいですよ。へえ、
いいですね。OK、ビデオはここまでです。ビデオ thì đến đây là kết thúc và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. じゃあね、ありがとう。